chư vị có thể tin vào việc mình có thể thay đổi số mệnh không? Khác với lá số vốn có được không? Vào đời nhà Minh, trong gia đình nọ, người mẹ bảo với con trai: "Con à, trong lúc cha con còn sống, mong con học y khoa, sau này dùng y thuật cứu được bao nhiêu sinh mạng, con hãy thôi học khoa cử." Một hôm nọ, chàng thư sinh đến chùa Từ Vân gặp một tiên sinh họ Khổng. Anh thuật lại câu chuyện về ý nguyện của cha mẹ. Tiên sinh bảo: "Ngươi là người của chốn quan trường, năm sau sẽ đỗ đạt, không thể thành danh ni." Anh lại về thưa với mẹ. Mẹ nghe thế mời Khổng tiên sinh đến vì ông tinh thông lý số. Khi đến nhà thăm, ông chỗ tài luận đoán nhiều việc trong gia đạo. Người mẹ nghe và hoàn toàn tin tưởng. Khổng tiên sinh luận số mệnh cho người con trai: "Năm nào thi đỗ, thứ hạng bao nhiêu, làm quan huyện nào, được thưởng bao nhiêu lúa gạo, năm nào gặp họa," vô cùng chi tiết. Khổng tiên sinh còn bảo: "Số phận anh lận đận, anh sẽ không có con nối dõi, thọ mạng của anh chỉ 53 tuổi, mất ở nơi nào." Và cứ như thế, cuộc đời của người thanh niên ấy diễn biến hoàn toàn đúng với lời tiên đoán. Từ họa hay phước, quan vị và bổng lộc, dù bản thân rất cố gắng đến cỡ nào cũng không thể tiến xa hay thay đổi được. Vào một ngày nọ, khi ông đã gần 50, trước khi trở về quốc tử giám, ông đến núi Thê Hà bái kiến thiền sư Vân Cốc Hội. Hai người tĩnh tọa trong phòng thiền 3 ngày 3 đêm. Vị thiền sư Vân Cốc bảo: "Ông là cao nhân nơi nào? Người phàm không thể tọa thiền 3 ngày mà tâm không vọng niệm, không nghĩ tưởng." Ông bèn kể lại câu chuyện Khổng tiên sinh khi xưa đã đoán mệnh. Dù cố gắng thế nào, cuộc đời ông vẫn không thay đổi khác được. Giờ trong tâm ông buông xả tất cả, không còn mong mỏi và lưu tâm việc gì. Vị thiền sư Vân Cốc cười to và đáp: "Tưởng ông là cao nhân, hóa ra ông cũng là phàm phu." Vị thiền sư bèn tiếp: "Số mệnh là có thật, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tự lập vận mệnh cho chính mình." Vị thiền sư lý giải vì sao ông không có con, vì sao ông không đạt quan vị cao. Thông qua sự thiếu độ lượng, tính khí còn nóng nảy, cơ thể nhược, vị thiền sư dùng Phật và Nho khai thị cho ông. Số mệnh của ông vốn phước mỏng, đời này thiếu sự tu tập, không tích đức hành thiện, nên vận khí đúng với lời tiên đoán của Khổng tiên sinh khi xưa. Sau hôm ấy, ông về nói lại hết sự việc cho vợ mình. Ông và vợ bèn lập ra một quyển sổ, quyết tâm mỗi ngày làm 3 việc lành. Một năm trôi qua, đến kỳ thi thăng quan, ông đạt hạng nhất. Trong lời tiên tri năm xưa, Khổng tiên sinh ghi năm này ông chỉ đạt được hạng 3. Tức là lời tiên đoán đã dần thay đổi. Ông đã thay đổi danh xưng là Viên Liễu Phàm. Liễu là đoạn, phàm là phàm phu. Ông đã đoạn ác hành thiện tích đức theo lời thiền sư Vân Cốc chỉ dạy. Đoạn phàm phu, quyết tâm hành thiện, thay đổi số mệnh. Cư sĩ Viên Liễu Phàm sống đến 74 tuổi, làm quan lớn dưới quyền trực tiếp của vua. Ông có 2 người con trai, ông để lại 4 lời dạy cho con ông. Câu chuyện Liễu Phàm tứ huấn từ đó truyền đến ngày nay về sự tự lập số mệnh. Chư vị có thể tin vào việc mình có thể thay đổi số mệnh không? Khác với lá số vốn có được không? Bản thân khải toàn, mệnh gốc vốn kém. Mệnh gốc kém, mệnh không có tiền tài, cũng không có danh tiếng chức vị. Cuộc sống nghèo khó, thiếu sự giáo dưỡng, bản tính chấp ngã, thất bại trong công việc, thất bại trong tình cảm. Chính vì đau khổ và bế tắc, tìm đến phong thủy như một chiếc phao cứu sinh, dần hồi phục niềm tin và tìm đến thiền định, pháp Phật. Khi có ít kiến thức về mệnh lý, đã thấy rõ vận mệnh của mình kém phước. Khi thông đạt pháp Phật ít phần, đã nỗ lực đoạn ác tu thiện, tu sửa 3 nghiệp thân miễn ý. Vì thế may mắn có được chút phước báo như ngày hôm nay, mong muốn khuyến thiện chư vị tu học tự cải tạo vận mệnh cho chính mình.